hôm nay trông xinh quá. Cuối cùng cũng ra. Vẫn như bình thường, chàng phải tự tay mở ra. Được. Hay lắm. Ta nhịn nãy giờ, ta còn tưởng nàng quên cơ. Lừa chàng đấy, quên thế nào được. Lão Lục, sinh thần của đệ trùng với trung thu, mọi người đều nhớ mà. Thật hả? Thật sự là thật mà. Phu nhân của ngài bảo chúng ta giấu ngài. Lục thiếu chủ không được giận đâu đấy. Đúng đó, Lý Vi đã chuẩn bị rất lâu để tạo bất ngờ cho ngài đấy. Sau này sinh thần hàng năm, tất cả chúng ta sẽ cùng ăn mừng với chàng. Được. Đúng, cùng ăn mừng, cùng ăn mừng. Nào mọi người. Vừa hay Lý Vi cũng đến, chúng ta hãy rót đầy ly rượu này. Rượu này ta mang từ Kim Xuyên, dành riêng để góp vui cho mọi người. Ta biết loại rượu này có tiền chưa chắc đã mua được đâu. Nào, hôm nay chúng ta uống nhiều một chút, được không nào? Hôm nay chúng ta mượn rượu ngon, cùng nhau chúc lão Lục thêm tuổi thêm phúc. Được, thêm tuổi thêm phúc. Đa tạ. Mau ăn thôi. Sao nàng không uống? Chắc là từ giờ ta không uống được nữa rồi. Tại sao? Thái y đến khám, ông ấy nói chàng sắp làm cha rồi. Thật ư? Ta nói thầm với chàng, đợi cái thai ổn định rồi mới nói với mọi người nhé. Được. Ta có ý này, hôm nay mọi người tề tựu, chúng ta hãy cùng nhau nâng ly chúc mừng Tết Trung Thu này. Được, vâng, nào. Cùng nhau mừng Tết Trung Thu. Ngọt ghê. Tam ca. Bánh trung thu này ngọt, ta phải mang về cho mấy cô nương tiết khí của ta mới được. Cô nương tiết khí nào của ngài, còn vớ vẩn nữa ta đạp ngài xuống đó. Không không, không phải của ta. Ngon lắm, ăn thử đi. Ngọt quá. Ngọt ngào là hương vị vốn có của cuộc sống. Nếu là Nguyên Anh của ngày trước, chắc chắn sẽ nói là không được điều độ. Nhìn cô ấy bây giờ đi. Đúng đó. Bây giờ thế này tốt biết bao. Cho ngài. Thực ra, bây giờ ta không thích đồ ăn ngọt lắm. Chỉ muốn ăn cay thôi. Ngài thôi đi. Ngũ ca, sau lễ có dự định gì không? Ta nói với phụ thân rồi. Sau lễ bọn ta sẽ lên đường, đến Đại Xuyên trước, rồi men theo đường đó, để xem có nơi nào chưa đặt chân đến không. Tranh thủ sớm ngày đi khắp Cửu Xuyên. Ngũ thiếu chủ lên kế hoạch rõ ràng ghê. Cô cứ nghe ngài ấy chém gió đi, vừa ra đường đã lạc, lại còn đòi đi khắp Cửu Xuyên cơ. Ngài phân biệt được Chính Xuyên là đã giỏi lắm rồi. Bó tay. Đúng là bó tay. Tam ca thì sao? Hỏi Hải Đường, nàng ấy muốn làm cái gì ta sẽ làm cái đó. Thế còn chấp nhận được. Không biết vào giờ này năm sau mọi người đang ở nơi nào, liệu có quây quần bên nhau như hôm nay nữa không? Hay là vậy đi, chúng ta hẹn nhau, sau này Trung Thu hàng năm, dù chúng ta đang ở đâu, đang làm gì, cũng phải cùng nhau ngắm trăng, được không? Được. Trăng đẹp quá. Năm sau chắc chắn sẽ tốt hơn năm nay. Thế năm sau nữa thì sao? Năm sau nữa sẽ tốt hơn nữa. Thế năm sau nữa nữa thì sao? Tốt hơn nữa nữa. Thế năm sau nữa 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 thì sao? Tốt hơn nữa nữa nữa. Thế năm sau nửa thì sao? Tốt hơn nửa. Đẹp quá. Nhiều tài tử gia nhân dạo chơi ngắm đèn, có đôi có cặp quá. Chứ gì nữa, ánh mắt Vũ công tử của cô cứ dán trên người cô suốt, hệt như kẹo mè sững ấy. Cảnh đẹp ngày vui thế này, ta nên để hai đứa ở riêng với nhau mới phải. Kim Phồn, một mình không an toàn, đi tìm công tử thương về đi. Vậy bên chấp nhận. Không sao, ta không đi xa đâu. Huống hồ còn có Vân cô nương ở đây. Tìm được công tử thương rồi thì đến nhà Dạ quản sự điều tra. Đi thôi. Vân cô nương, chiếc đèn lồng thỏ này đáng yêu quá. Vân cô nương, có thích không? Nếu thích thì ta tặng nàng. Xin lỗi công tử, đèn lồng này của bọn ta là phần thưởng, không thể mua trực tiếp. Nếu công tử thích thì có thể đoán câu đố đèn lồng. Đoán đúng 3 câu đố đã có thể lấy rồi. Đoán câu đố đèn lồng. Vân cô nương, nàng có biết đoán câu đố không? Ra tự hang núi, dời đến cây cao. Thuở nhỏ xiêm y xanh, già rồi mặc áo vàng. Cái này ta biết là quả chuối. Nhị tiểu thư, Nhị tiểu thư. Đại tiểu thư thì ta biết công tử thương, nhị tiểu thư lại làm ta đau đầu rồi. Người xếp thứ hai của nhà họ Cung là một nam nhân suốt ngày mang bộ mặt lạnh lùng. Tư trong tư thái. Thứ nữ. Lợi hại thế. Vậy nàng đoán một câu xem. Hàng lâu không gặp mưa, chỉ nghe tiếng sấm sét. Đánh một chữ: điền. Chỉ có sấm không có mưa là điền mà. Thông minh quá. Vậy ban nãy nàng không nói gì, là cố ý xem trò cười của ta hả? Người ta đều nói chấp nhẫn đại nhân không thích đọc sách. Ta muốn xem tin đồn có đúng không thôi. Xin hãy chú ý thái độ nói chuyện với chấp nhẫn đại nhân của nàng nhé. Vâng, thưa chấp nhẫn đại nhân, tiểu nữ biết lỗi rồi. Trước kia ta cũng hay chơi đoán câu đố chữ với muội muội. Muội muội ra đề, ta trả lời. Lâu dần sẽ hiểu ra mẹo trong đó. Nàng còn có muội muội à? Chưa nghe nàng nói đến bao giờ. Nghĩa muội trước kia từng kể với công tử rồi. Người hát cho nàng nghe buổi tối đó à? Chỉ mong người trong lòng hiểu được đèn trong tay. Cản lời: suối quẩy. Nhiều lồng đèn quá. Làm gì đấy? Trộm lồng đèn à? Mua lồng đèn. Ta muốn chiếc lồng đèn sáng nhất, nổi bật nhất trong đám đông ở chỗ mấy người. Có không? Cô nương có hẹn với Ý Trung Nhân đúng không? Cô xem thử chiếc đèn thỏ ngọc xinh xắn này đi. Nhiều cô nương thích mẫu này lắm đấy. Xinh xắn à? Ta không thích. Đợi đã, chỗ ta có lồng đèn mạnh mẽ, chắc chắn cô sẽ thích. Chiếc đèn phượng hoàng ngũ sắc này to hơn, sáng hơn, nhưng mà hơi nặng. Các cô nương bình thường không nhấc nổi. Cô nương quả thực khá hơn đấy. Khá hơn nhưng không nhiều. Đèn của cậu có đủ sáng không? Nơi này nhiều người như vậy, lỡ như Ý Trung Nhân của ta không nhìn thấy thì phải làm sao? Ý Trung Nhân của cô nương năm nay cao tuổi rồi sao? Mắt không được tốt đúng không? Đừng nói nữa. Ta mua chiếc xe này. Cô nương, cô đúng là đẹp như tiên nữ. Chốt nhé, chốt nhé, chốt nhé. Nhưng mà xe của ta hơi nặng. Một mình cô đẩy có quá sức lắm không? Không quá sức. Ta cố ý đi lạc trong đám đông để huynh ấy đến tìm ta. Nếu như huynh ấy có thể tìm thấy ta giữa nhiều người như vậy thì quả là duyên phận trời ban trong truyền thuyết. Cô nương, cô mua cả một xe đèn lồng của ta, liệu có bị nghi ngờ là gian lận không? Cô làm như vậy chẳng phải thành con người tính sẵn rồi sao? Người xưa có câu trời tính không bằng người tính. Những thứ khác thì được, nhưng duyên phận ấy mà, chỉ cần tâm đầu ý hợp, ắt sẽ bền lâu. Cô nương không cần quá cố chấp. Ta cứ muốn cố chấp đấy. Được, chúc cô may mắn. Người tính hay trời tính, ta cũng chắc chắn phải có được mối duyên này. Kim Phồn, mau đến đây. Kim Phồn, mau đến đi. Cẩn thận bắt lửa. Cô xem đàn ông mà cầm đèn con thỏ kìa. Công tử, hay là để ta cầm lồng đèn con thỏ cho? Không được, đây là quà nàng tặng ta. Tiền giải đố lồng đèn là công tử trả, không thể tính là ta tặng được. Có nhiều thứ không phải cứ có tiền là mua được. Công tử, tiểu thư muốn Tết vòng tay không? Vòng tay tình duyên, đảm bảo tình yêu mỹ mãn, phu thê hòa thuận. Được, vậy thì mua đại một thứ tặng nàng vậy. Công tử, Tết bao nhiêu kéo bấy nhiêu. Ta thấy cổ tay tiểu thư nhỏ nhắn, không cần dùng nhiều đến vậy đâu. Lỡ tay kéo nhiều rồi, vậy thì bệnh hai cái đi. Được ạ. Công tử, hơi cố ý rồi đấy. Chàng chưa được dạy cách nói dối sao? Ai lại dạy cách nói dối? Công tử, tay. Để giúp ta. Cái này để cho nữ đeo. Đã nói là tình yêu mỹ mãn, phu thê hòa thuận rồi mà. Sao lại chỉ cho nữ đeo, không cho nam đeo? Cô nương, Ý Trung Nhân vẫn chưa đến sao? Sẽ đến thôi. Chúc cô may mắn. Kim, sao bóng lưng của tiểu thư lại cô đơn đến vậy? Lạc mất người ta rồi đúng không? Hay là ngắm đèn lồng với bọn ta đi, thế nào? Phải đấy, nào, chúng ta ngắm đèn lồng cùng nhau đi. Làm gì thế? Ngắm đèn lồng cùng nhau nào. Thả ra, thả ra. Kim Phồn, Quả nhiên huynh đã tìm được ta. À thì bài thơ đó đọc thế nào nhỉ? Gì mà nhân duyên, gì mà đèn hoa thưa thớt gì đó. Tặng cô. Có điều chiếc đèn này hơi nhỏ. Có lẽ cô thích cái lớn nhỉ? Đâu có, nhỏ nhắn mới đáng yêu. Đom đóm, huynh tự bắt sao? Huynh chuẩn bị quà cho ta từ lúc nào thế? Bên kia bán 10 đồng một chiếc. Tự dối lòng. Ta muốn nuôi chúng, đặt cả tên cho chúng nữa. Đom đóm chỉ sống được 3 đến 5 ngày. Ta không cần biết. Ta muốn thả chúng ở sân cốc của cung môn, để chúng không ngừng sinh sôi nảy nở. Đom đóm sinh ra đom đóm, con đàn cháu đóng, vô cùng vô tận. Chỉ đom đóm đực mới phát sáng được thôi. Nhà dột từ nóc dột xuống. Cung Tử Vũ không đọc sách, huynh cũng không đọc sao? Đom đóm đực hay cái đều phát sáng được. Đặt tên gì cho hay nhỉ? Hay là ghép họ của huynh và tên của ta lại đi. Vậy gọi nó là Tiểu Kim Tử đi. Hay là cứ gọi nó là Tiểu Kim Thương đi. Được, chuyện quan trọng như đặt tên thì nghe huynh vậy. Ban nãy huynh nói chỗ này có tò he, kẻ hồ lô. Không phải huynh đã tìm hiểu thông tin từ trước, muốn ta trong tay dạo hội đèn với ta đấy chứ? Thật sự không phải vậy. Lừa cô thì ta là chó. Huynh thà làm chó cũng không chịu thừa nhận. Công tử, cậu xem, ta không lừa cậu đúng không? Ta đã nói tặng nó cho cô nương trong lòng cậu. Chắc chắn cô ấy sẽ thích mà. Ta bị ông ấy ép mua, kéo lại không cho đi, cho nên mới mua một chiếc. Ấy, chàng trai, cậu đừng như thế. Ban nãy cậu đâu nói như vậy. Huynh ấy nói thế nào? Cậu ấy nói chiếc đèn lồng này gió thổi không tắt, rất tốt. Chu đáo thật. Huynh đừng vội tụ họp với Cung Tử Vũ. Huynh để đôi phu thê người ta có thêm thời gian bên nhau đi chứ. Không phải ta muốn tụ họp với ngày ấy, mà là chấp nhận giao nhiệm vụ cho ta và cô. Kích thích vậy à? Công tử Thương lén chuồn đi lâu thế. Thương Kim Phồn, ta còn tưởng công tử không nhận ra cơ. Mấy trò vặt của tỷ ấy mà ta không nhận ra chắc. Nhưng chàng vẫn tác thành cho đại tiểu thư. Ta có suy nghĩ của mình mà. Công tử nói gì vậy? Không có gì. Tỷ đang làm gì thế? Ghi nhớ những niềm vui hôm nay ở trong lòng. Yêu Tiên tỷ tỷ. Đồ Sơn làm mối cho yêu tộc hàng ngàn năm nay. Trong thời gian đó, có phải đã có rất nhiều câu chuyện không? Tất nhiên. Có người của nhân tộc và yêu tộc nào yêu nhau không? Ý ta là trước nay tuy người và yêu khác nhau, nhưng dù gì cũng có sự tiếp xúc, nên chuyện nảy sinh tình cảm cũng không phải hoàn toàn không thể, đúng không nào? Cây khổ tình đã kết nên vô số nhân duyên, trong đó không thiếu những mối tình đặc biệt. Nhưng chưa bao giờ có mối tình nào giữa người và yêu hết. Bao nhiêu năm nay mà không có lấy một mối tình nào sao? Tại sao chứ? Rất đơn giản. Sau khi yêu tu luyện thành hình người, tuy vẻ ngoài giống nhân tộc, nhưng dù gì thì thói quen, phong tục cũng khác nhau. Vả lại, tuổi thọ của người và yêu cũng hoàn toàn khác nhau. Cho dù có nhất thời yêu nhau, thì cũng không thể ở bên nhau cả đời. Hóa ra là thế. Hay, hay. Yêu Tiên tỷ tỷ múa rối kìa. Yêu Tiên tỷ tỷ đi, đi xem múa rối. Đi. Tránh đường. Thì đó, mau lên chứ. Hay. Mau lên đi. Mau lên đi chứ. Mau lên. Còn đang chờ xem đó. Diễn cái gì vậy? Các người diễn cái gì mà chậm chạp lề mề, làm người ta tức thật mà, đúng đó. Để tay diễn với các người xem. Hay. Yêu Tiên tỷ tỷ cầm lấy. Diễn đi. Hay. Hay. Tỷ là đương gia của Đồ Sơn, nhưng tỷ cũng là thân xác phàm trần, cũng có máu có thịt, có trái tim có cảm giác. Tỷ cũng sẽ tổn thương, cũng sẽ sợ lạnh, sợ nóng, sợ cô đơn. Tỷ bảo vệ mọi người thì ai bảo vệ tỷ chứ? Trên đời này nên có người bảo vệ tỷ giống như tỷ bảo vệ Đồ Sơn. Ưu Tiên tỷ tỷ, tỷ có sao không? Ưu Tiên tỷ tỷ, đừng đi theo hắn. Yêu Tiên tỷ tỷ, lần này chúng ta đã cùng nhau ngắm chiều tà ở nước người yêu. Lần sau chúng ta cùng nhau đi ngắm đỉnh núi tuyết, đường sâu biển thẳm, trăng sáng soi sông, và còn rất nhiều cảnh đẹp trên thế gian. Chúng ta đều cùng nhau đi nhìn ngắm, có được không? Yêu Tiên tỷ tỷ, ta muốn cùng tỷ trải qua 4 mùa, ung dung hái trăng, dưới bóng núi xanh. Hay là treo lên cửa sổ đi. Yêu Tiên tỷ tỷ. Đúng rồi. Thứ người đang cầm trong tay là... Ta nghĩ đi nghĩ lại, thấy A Lai nói cũng có lý. Biết đâu tỷ thích những thứ ta bỏ công sức ra làm thật thì sao? Nên ta đã tự tay làm một cái cho tỷ. Nhưng mà nhìn nó hơi... Không biết tỷ có thích không? Ta xem nào. Đúng là không đẹp thật. Nhưng ta thích. Đêm khuya rồi, nghỉ ngơi sớm đi. Được. Yêu Tiên tỷ tỷ, tỷ cũng nghỉ ngơi sớm đi. Ta treo. Sao lại ở đây một mình? Hồng Hồng, ta đến Đồ Sơn bao nhiêu năm rồi? Đây là năm thứ 27 chàng đến Đồ Sơn. 27 năm rồi. Ta đến Đồ Sơn đã 27 năm rồi. Có phải ta đang nằm mơ không? Chúng ta đã đánh bại hồ ly đen, cứu được mọi người thật à? Cha không nằm mơ đâu. Mọi thứ đều là thật. Vậy thì tốt. Ta sợ mọi thứ đều chỉ là một giấc mơ. Đừng sợ. Mọi chuyện đều đã qua rồi. Hình như ta đã đợi ngày này cả một đời rồi. Ngốc à. Cuộc đời của chàng chỉ vừa mới bắt đầu thôi. Trên thế gian này ắt sẽ có một người vượt qua núi cao đường xa để đến với bạn, bảo vệ bạn an toàn.